Xin chào tất cả các thầy cô và các bạn. Em tên là Lê Yến Trang, học sinh lớp 7A3, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Hôm nay, em muốn giới thiệu tới thầy cô và các bạn một cuốn sách nằm trong bộ sách mang tên Được thay đổi khi chúng ta thay đổi. Sau đây, bài giới thiệu sách của em xin phép được bắt đầu. Sách là kho tàng tri thức của nhân loại và cũng chính là người bạn thân thiết, tốt nhất đối với con người. Đọc sách rất có lợi. Sách cung cấp cho chúng ta nguồn kiến thức dồi dào và phong phú, giúp ích cho cuộc sống. Nhờ có sách, chúng ta mới biết được hình dạng của trái đất trông như thế nào, chúng ta đã được hình thành ra sao, và Việt Nam ta đã từng có trang sử hào hùng như nào. Không chỉ để học tập, sách còn giúp ta giải trí, thư giãn sau những giờ học và làm việc căng thẳng. Sách cũng đóng góp một phần lớn trong việc hình thành nhân cách, con người của chúng ta. Ngoài ra, thói quen đọc sách cũng chính là một trong những thói quen tốt mà không phải ai cũng có. Nó được ví như là khoản đầu tư có lãi nhất của một đời người. Tuy việc đọc sách là có lợi, nhưng bản thân tôi lại chưa có thói quen đọc sách. Tôi thường lựa chọn việc tìm kiếm những thông tin liên quan tới việc học trên các trang mạng và giải trí bằng cách xem điện thoại và TV thay vì đọc sách. Vậy mà đã có một cuốn sách có thể khiến một người như tôi cảm thấy thích thú. Đó cũng chính là cuốn sách mà tôi sẽ giới thiệu tới các bạn. Bộ sách này có tên Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi của tác giả Andrew Matthews, nhà xuất bản Trẻ, tái bản năm 2016 do Dũng Tiến, Thúy Nga dịch. Bộ sách này đã được bán ra hàng triệu bản, sản xuất 33 thứ tiếng và có mặt tại 60 quốc gia. Bộ sách bao gồm 5 tập với tên nguyên bản như sau. 1. Being Happy, 2. Making Friends, 3. Follow Your Heart, 4. Being a Happy Teenager, 5. Happiness Now, và cuốn sách tôi muốn giới thiệu là cuốn tập 4 với tựa tiếng Anh mang tên Being a Happy Teenager. Đây là cuốn sách giúp bạn tuổi mới lớn biết cách nhìn nhận về cuộc sống xung quanh, nhìn nhận chính mình, thay đổi thái độ, đủ tự tin để rồi bạn sẽ cảm thấy lạc quan, yêu đời, sống thoải mái và trở nên giỏi giang hơn. Đây cũng chính là cuốn sách đã thay đổi nhận thức của tôi một cách tích cực nhất. Cuốn sách đã mở rộng thế giới lạc quan của tôi. Sách gồm 12 chương, mỗi chương là một bài học về những vấn đề của tuổi mới lớn mà tác giả muốn gửi tới người đọc thông qua những mẩu chuyện nhỏ. Bìa sách màu trắng với ba tông màu chính là cam, xanh và đen. Ngoài ra còn có các hình vẽ trang trí hay hình ảnh tác giả. Tôi đã bị thu hút ngay khi vừa đọc tên cuốn sách. Nó khiến tôi cảm thấy tò mò và phải lật ra đọc ngay trong sự thích thú lạ thường. Mở đầu là lời giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của cuốn sách. Bên trong cuốn sách bao gồm những mẩu chuyện, ý nghĩa kèm theo những hình vẽ, và cuối cùng là một phần mang tên đúc kết. Phần này rất sâu sắc nên mỗi khi đọc xong tôi phải suy nghĩ về nó khá nhiều. Cuốn sách mang nội dung gần gũi, chân thực và dường như tôi đã thấy mình ở đâu đó trong những mẩu chuyện. Sách đã dạy tôi cách ứng xử và thay đổi thái độ của bản thân, giúp tôi trả lời những câu hỏi mà chúng ta ít nhất cũng đã từng có một lần cảm thấy thắc mắc. Tôi rất thích chương 2 của cuốn sách mang tên Tại sao cần nỗi đau, bởi nó giúp tôi hiểu được rằng không phải nỗi đau nào cũng xấu xa như tôi từng nghĩ. Đối với tác giả, nỗi đau về thể chất chỉ là một tín hiệu báo động tuyệt vời, giúp bạn ngăn ngừa những tổn thương nghiêm trọng hơn. Nó báo cho chúng ta biết bạn nên thay đổi điều ta đang làm. Nhiều người vẫn thường nói rằng cuộc sống là một chuỗi ngày đầy bi thương, ai trưởng thành đều phải trải qua một vài nỗi đau, dù là lớn hay bé. Đa phần mọi người đều nghĩ rằng tổn thương chỉ khiến cho chúng ta thêm yếu đuối, mà chẳng mấy ai thấy được bài học mà những tổn thương đó đem lại. Phần lớn chúng ta thường không hành động cho đến khi chúng ta gặp phải những phiền toái hoặc tệ hơn là một thảm họa. Cuộc đời cứ tiếp diễn như vậy, chúng ta cứ thảnh thơi cho đến khi vấn đề trở nên nghiêm trọng buộc chúng ta phải hành động. Ngay sau đó chúng ta sẽ lập tức trở nên tốt hơn so với lúc gặp vấn đề. Chúng ta học được nhiều điều từ những thất bại hơn là từ những thành công. Những tai họa làm cho chúng ta phải chú ý và hành động. Nếu bạn tin hoặc giả vờ tin rằng những sự kiện xảy ra trong đời bạn đều có mục đích và bạn sẽ học được rất nhiều điều từ những thất bại. Không phải chúng ta sinh ra để bị trừng phạt, mà chúng ta sinh ra để học hỏi và tiến bộ. Bài học rút ra ở đây là bạn sẽ không bao giờ bị tấn công nếu bạn không bỏ cuộc. Chính vì vậy mà nếu bạn đang gặp phải một vấn đề nào đó thậm tệ, hãy bình tĩnh giải quyết và đừng bao giờ bỏ cuộc. Thành công rồi sẽ tìm đến bạn.
Không phải điều gì xảy ra với bạn quan trọng, mà cách bạn nhìn nhận rồi giải quyết vấn đề đó như thế nào mới quan trọng. Rồi sẽ đến một ngày, bạn mạnh mẽ và trưởng thành, khi nhìn lại bạn mới có thể hiểu được những tổn thương khi xưa đã dạy chúng ta những gì. Tôi cảm thấy rất thích chương 2 này vì nó đã cho tôi một cái nhìn tích cực về những nỗi đau, giúp tôi trở nên lạc quan hơn khi đối mặt với những đau thương, vì tôi đã biết được rằng những tổn thương này chỉ đang muốn dạy cho chúng ta trưởng thành mà thôi. Rồi bạn sẽ cảm nhận được những điều nỗi đau mang lại cho bạn cũng rất có ý nghĩa. Trong cuốn sách, tôi tâm đắc với câu nói, có thể bạn cũng từng nghĩ rằng những người sinh ra đã thành công hoặc hạnh phúc, không phải ai cũng vậy. Những người thành công, họ không phải siêu nhân, họ cũng chỉ có một bộ não, 24 giờ trong một ngày và hai tay hoặc hai chân. Đúng vậy, những người thành công cũng chỉ là một người bình thường, họ giống hệt như chúng ta. Họ thành công vì họ khao khát thành công hơn những người khác. Họ cũng phải động não, nghiên cứu và hành động. Điều đó không có nghĩa là họ chưa từng thất bại hay gặp sai lầm. Chúng ta học hỏi từ những sai lầm khi chúng ta thắng. Chúng ta vui mừng những lần vấp ngã và thất vọng đã làm chúng ta khổ sở, chúng ta xem chúng là nghiêm trọng. Vậy khi thất bại, ta tiếp tục làm việc, nỗ lực và tìm hiểu nhiều hơn, trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết. Điều đó chứng tỏ thất bại không hẳn là kết thúc, thất bại chỉ là sự khởi đầu. Nhưng điều này chỉ đúng đối với những người vẫn luôn cố gắng sau khi họ gặp phải thất bại, chứ không phải thấy bại là nản và không muốn tiếp tục. Vấn đề được đặt ra ở đây là thất bại làm cho bạn cảm thấy cay đắng, khổ sở hay trở nên tốt hơn. Cuốn sách này đã giúp tôi hạn chế được việc cả ngày cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại và TV. Thay vào đó là đọc sách nhiều hơn, dần dần hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày. Tôi hiểu được ý nghĩa của những nỗi đau hay sự thất bại. Tôi cũng học được nhiều điều từ những câu chuyện mà tác giả mang lại, qua đó trở nên tích cực và lạc quan hơn. Tôi thấy cuốn sách này rất hay, có ý nghĩa và có thể sẽ rất có ích đối với bạn. Hy vọng rằng qua bài giới thiệu sách của tôi, bạn sẽ trở nên yêu sách hơn, rèn luyện và hình thành thói quen đọc sách vì nó rất tốt cho trí tuệ và con người bạn. Bài giới thiệu sách của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy cô giáo và các bạn đã chú ý lắng nghe.